Xin chào tất cả bạn, tôi Khuyên đây. Hôm nay thì sẽ chia sẻ với bạn Thiên Đồng ở cung Tề Mạch. Thiên Đồng thủ cung Tề Mạch, chủ về tay trắng làm lên. Có hỏa tinh hay tinh đồng độ, có tổ nghiệp cũng sẽ mất hết, mới chủ về bản thân tự sáng lập sự nghiệp. Nếu có địa không, địa kiếp đồng cung thì sự nghiệp do bản thân tạo dựng cũng phá tán, thất bại, nhưng có thể làm lại từ đầu, kết cục thành giàu có. Thiên Đồng không ưa độc tọa ở cung Tề Mạch. Nếu độc tọa chủ về trung niên phải gian khổ kiếm tiền, đến vãng niên mới được thuận lợi toại ý. Tay trắng làm nên sự nghiệp càng lớn thì càng nhiều gian khổ. Thiên Đồng hóa lộc chủ về vãng niên có thể thành phú cục, nhưng nếu đồng thời gặp sát tinh chủ về trước khi phát đạt, tiền bạc phải phá tán không còn một xu mới có thu hoạch bất ngờ. Nếu không có sát tinh thì mức độ phá tán nhẹ hơn. Thiên Đồng hóa quyền thông thường tình hình khá ổn định, tuy cũng chủ về tay trắng làm nên nhưng mức độ tay trắng không đến nỗi không có xu nào. Thiên Đồng đồng độ với Đà La, thường thường sau 50 tuổi thì hoàn cảnh biến đổi thành tốt, có thể giàu có hay không cần phải xem vận vãn niên ưu liệt thế nào mà định. Thiên Đồng hóa kỵ chủ về tài vận lên xuống thất thường, nếu gặp các sao sát hình hư hao thì nguồn tiền tài hơi thuận lợi thì phải rời đi, thường phải thổi bếp mới. Thiên Đồng ưa gặp lộc mã giao trì, đây là điểm tựa rời xa quê hương, tay tránh mà thành phú cục. Nếu lại trùng điệp hóa lộc chủ về phát tài vạn kim, hễ Thiên Đồng ở cung Tề Mạch, nghề nghiệp có tính chất hưởng thụ hoặc kinh doanh những sản phẩm có tính chất tiêu khiển hưởng thụ. Nếu gặp các sao hoa văn thì chủ về hưởng thụ theo lối thanh nhã. Gặp các sao đào hoa thì thích hợp làm những nghề nghiệp lấy người khác giới làm đối tượng khách hàng. Thiên Đồng thái âm đồng độ ở hai cung Tý và Ngọ là tinh hệ có lợi nhất về nguồn tiền tài trong số các tinh hệ Thiên Đồng của cung Tài Bảo. Thiên Đồng hóa lộc chủ về sau khi phá sạch tổ nghiệp đột nhiên hưng phát. Thái âm hóa lộc thì cuộc đời ít nhất cũng phải một lần gặp bất trắc về nguồn tiền tài. Thiên Đồng thái âm của cung Tý, nữ mệnh thường chủ về nhờ kết hôn với người ngoại quốc hay người ở phương xa mà thành giàu có. Nam mệnh chủ về được tiền của nhờ vợ, nhưng thái âm hóa lộc thì không đúng. Thiên Đồng thái âm đồng độ với lộc tồn ở cung sự nghiệp gặp thiên mã cũng chủ về phát tài ở phương xa. Thiên Đồng thái âm của cung Tề Mạch, nếu thái âm hóa quyền ắt sẽ chủ về tuổi trẻ phiêu lưu ở nơi xa có địa vị rồi trở thành giàu có. Nhưng nếu Thiên Đồng hóa kỵ hoặc thái âm hóa kỵ, tiền bạc đều khó tích tụ. Nếu gặp các sao sát hình hư hao thì chủ về nguồn tiền tài trồi sụt thất thừa. Thiên Đồng thái âm đồng độ với Kình Dương vì tiền mà xảy ra bất hòa tranh chấp hoặc chủ về cạnh tranh nguồn tiền tài. Thiên Đồng cự môn ở hai cung Sửu Mùi, tính chất cơ bản là chủ về vì tiền mà sinh ra điều tiếng thị phi, vì vậy rất thích hợp nói năng vất vả để kiếm tiền. Trường hợp cự môn hoặc kỵ là buộc phải nói năng vất vả để kiếm tiền. Nếu gặp Kình Dương Đàn Na cũng chủ về lao tâm. Thiên Đồng cự môn có âm sát thiên hư đại hao đồng độ, chủ về tính toán cơ mưu. Gặp thiên hình thích hợp làm việc trong lĩnh vực pháp luật hoặc những nghề nghiệp có liên quan đến bất hòa tranh chấp như làm việc trong ngành tư pháp, luật pháp. Thiên Đồng cự môn có văn xương văn khúc hóa kỵ đồng cung, lại gặp các sao đào hoa và thiên hình đại hao chủ về vì sắc mà phá tài thất bại, có nỗi khổ thầm kín không cho ai biết. Thiên Đồng cự môn ưa tả phụ hữu bật giáp cung, văn xương văn khúc giáp cung thì năng lực tích lũy tiền hơi mạnh. Nếu có hỏa tinh linh tinh giáp cung sẽ chủ về tiền bạc không tích lũy. Nếu hỏa tinh linh tinh giáp cự môn hóa kỵ này gặp thiên hình đại hao, đây là vì phạm pháp kiện tụng mà phá tài. Thiên Đồng cự môn được cát hóa có các sao cát
cũng thích hợp làm công việc quảng bá hoặc công tác chuyên nghiệp để kiếm tiền. Thiên đồng cự môn ở hai cung Dần hợp thân, gặp cát tinh, chủ về nguồn tiền tài dồi dào, nhưng mệnh tạm là người so đo, tính toán tiền bạc. Nếu thiên đồng hóa lộc, sẽ chủ về có tiền bất ngờ, nhưng không phải mệnh tài. Nhưng thiên lương hóa lộc thì nguồn tiền tài của mệnh tạm thường bị người ta chỉ trích. Thiên lương hóa lộc đồng độ với hỏa tinh linh tinh lại gặp thiên diêu âm sát là chủ về tham ô. Thiên đồng thiên lương đồng độ với lộc tồn thiên mã hoặc cung húc đức có lộc tồn thiên mã, chủ về có thể nhờ tiền ở phương xa mà thành giàu có, nhưng không chủ về nghề nghiệp mậu dịch. Gặp thiên vu chủ về ở phương xa, hiện đã có sẵn sự nghiệp nhờ thừa kế hoặc tiếp nhận mà thành cự phú. Thiên đồng thiên lương có thiên tài đồng độ hoặc có long trì phượng khắc đồng độ, chủ về dựa vào nghề nghiệp hưởng lương để kiếm tiền. Trường hợp có văn xương văn khúc và sa đào hoa đồng độ gặp thiên mã mà không gặp sao lộc thì chủ về tài khí do người khác giới mang lại. Thiên đồng độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu đối nhau với Thái Âm, chủ về tay trắng làm nên. Thiên đồng hóa lộc là dựa vào vốn ít mà thành phú cục. Nếu đối nhau với Thái Âm hóa lộc thì cự môn ở cung sự nghiệp cũng sẽ hoa kỵ, nên chủ về vất vả nói năng để kiếm tiền. Thiên đồng hóa kỵ nếu có kinh dương đà na giáp cung, chủ về vì tiền mà gây ra tai họa. Cung húc đức gặp các sao đào hoa là vì sắc mà gây ra họa. Không có sao đào hoa mà văn xương hay văn khúc hoa kỵ, chủ về gánh vác trách nhiệm thay cho người khác. Thiên đồng độc tọa ở hai cung Kỷ Tuất đối nhau với cự môn, tính chất cơ bản là kiếm tiền một cách gian khổ vất vả. Nếu có thiên khôi thiên việt giáp cung thì cuộc đời gặp nhiều cơ duyên, có sát tinh đồng độ ắt phải hao tổn tâm lực. Nếu thiên đồng có thiên diêu âm sát, thiên hư đồng độ hoặc linh tinh đồng độ đều chủ về tính toán đủ cách để kiếm tiền. Thiên đồng hóa kỵ ở hai cung Thìn hợp tuất có hỏa tinh linh tinh giáp cung, chủ về bị người ta gây lụy mà phá tài, lại gặp thêm thiên hình đại hao, địa không địa kiếp, chủ về phạm pháp kiện tụng. Thiên đồng ở hai cung Thìn hợp tuất dù hóa lộc cũng chỉ thích hợp làm việc cho người khác, tự đứng ra kinh doanh thì tài khí khó tụ. Thiên đồng độc tọa hai cung Tỵ và Hợi đối nhau với thiên lương, không chủ về vượng tài, nhưng nếu cung mệnh là thiên cơ cự môn được lộc trùng điệp là phú cục. Đây là do cung mệnh không liên quan các sao ở cung tài bạch. Trường hợp đối nhau với thiên lương hóa khoa thì danh lớn hơn lợi, nhưng nếu có văn khúc hóa kỵ đồng độ thì đây là ngụy quân tử, danh tuy cao nhưng thủ đoạn kiếm tiền bất chính. Thiên đồng hóa kỵ ở hai cung Tỵ và Hợi có thiên hình đồng độ, vì tiền mà bị thua kiện dễ gây ra tổn thất. Thiên đồng hóa quyền ở hai cung Tỵ hoặc Hợi do cung mệnh ắt sẽ gặp thiên cơ hóa kỵ, nên cũng chủ về lao tâm phí sức kiếm tiền phần nhiều đều xảy ra thị phi. Thiên đồng ở hai cung Tỵ hoặc Hợi thủ cung tài bạch là cung nhược, gặp sát tinh chủ về lao tâm phí sức, không gặp sát tinh mà gặp cát tinh vãn liên mới có giàu, mới lúc đầu có. Và sự chia sẻ của tôi hôm nay tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.